Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Bản tin hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung chính như sau. Công ty cổ phần Cao su Lai Châu 2 tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2023. Nguy cơ thiếu nước sản xuất vụ xuân trên các cánh đồng của huyện Tam Đường. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 17 tháng 2, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, Công ty cổ phần Cao su Lai Châu 2 tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Giàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Huỳnh Kim Nhật, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Ông Võ Việt Tài, Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam. Đại diện lãnh đạo một số ban ngành tỉnh, các công ty cổ phần cao su khu vực Tây Bắc dự hội nghị. Đến thời điểm này, Công ty cổ phần Cao su Lai Châu 2 đang quản lý trên 4.700 ha cây cao su. Tổng số lao động của công ty tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 là trên 1.000 người. Lao động biên chế của công ty hiện đại là 497 người, lao động nhận khoán là 504 người, trong đó lao động trực tiếp 942 người, chiếm 94,1%. Lao động gián tiếp 59 người, chiếm 5,9%. Trong năm 2022, công ty đã tiến hành chi trả tiền lương cho người lao động với tổng số tiền là 43,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân 5,1 triệu đồng một người trên tháng. Tất cả các chế độ tiền lương, thưởng và các chế độ chính sách đối với người lao động được công ty chi trả đầy đủ, đúng thời gian quy định. Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động theo thỏa ước lao động tập thể ngành trong năm 2022. Trong năm 2022, công ty đã hoàn thành các hạng mục chăm sóc đối với diện tích trên 1.400 ha cao su kiến thiết cơ bản, khai thác trên 3.290 ha. Công ty được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao kế hoạch sản lượng là 3.150 tấn mủ quy khô. Và tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, công ty khai thác được 3.216,68 tấn, đạt 102,12% kế hoạch. Về trước thời gian 12 ngày, tổng doanh thu đạt hơn 100 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch, nộp ngân sách địa phương trên 1,8 tỷ đồng. Công ty đã trích chi phí ăn chia 10% cho người dân góp đất khai thác năm 2022 là 7,957 tỷ đồng và đang làm thủ tục để tiến hành chi trả cho người dân. Năm 2023, công ty tiếp tục đưa vào khai thác vườn cây mở mới với diện tích trên 500 ha, nâng tổng số diện tích khai thác lên trên 3.800 ha. Với sản lượng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao là 3.750 tấn, tổng doanh thu trên 143 tỷ đồng, đảm bảo mức thu nhập 5.500.000 đồng trên người trên tháng. Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương tháng 2 năm 1943, được xem là cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa. Điều này cho thấy ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng đã rất quan tâm đến vấn đề phát triển văn hóa. Và trong suốt 80 năm qua, những nội dung, giá trị cốt lõi của bản đề cương đã được Đảng ta không ngừng kế thừa, vận dụng và phát triển. Trong bối cảnh chúng ta đang đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, bản đề cương càng khẳng định những giá trị thời đại vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay. Năm 1954, Bác Hồ đến thăm đền Hùng và để lại câu nói truyền cảm hứng cho toàn dân tộc. Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Trong những năm tiếp theo đó, rất nhiều những bài hát, những áng văn chương đã ra đời và trở thành bất hủ, xây đắp hình ảnh với thế giới về một dân tộc Việt Nam kiên cường và yêu chuộng hòa bình. Đó được xem là kết quả tất yếu khi đề cương văn hóa năm 1943 có mục tiêu dùng văn hóa để trở thành sức mạnh cho dân tộc. Và chúng ta thấy là văn hóa cách mạng, văn hóa kháng chiến của chúng ta đã đạt được rất nhiều những thành tựu rực rỡ. Và đó chính là những hành trang tinh thần vô cùng quan trọng để cho chúng ta vượt mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù. Để từ đó thì chúng ta hình thành nên một cái nền tảng vững chắc cho chúng ta có được một cái cơ đồ về văn hóa nghệ thuật như ngày hôm nay. Ra đời trước cách mạng tháng 8 khi đất nước trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đề cương văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo đã đề ra ba nguyên tắc vận động của văn hóa Việt Nam là dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa. Cho đến nay, ba nguyên tắc này vẫn được xem là những nguyên tắc lớn và có sự định hướng cho văn hóa Việt Nam. Những cái nguyên tắc ví dụ như dân tộc hóa, rồi khoa học hóa, đại chúng hóa thì sau này cũng được kế thừa và phát triển trong nghị quyết Trung ương năm khóa 8. Là chúng ta sẽ xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Sau đó ví dụ như là nguyên tắc dân tộc hóa hoặc là đại chúng hóa chẳng hạn được phát triển thêm trong nghị quyết số 33 của Hội nghị Trung ương 9 khóa 11 ấy, thì đặt cái chuyện là nhân dân là chủ thể của văn hóa.
Bối cảnh xã hội ngày nay đã đòi hỏi văn hóa phải gánh vác thêm những nhiệm vụ quan trọng khác. Trong đó, chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tầm nhìn đến năm 2030 đặt mục tiêu văn hóa đóng góp cho đất nước khoảng 7% GDP. Trong bối cảnh ấy, những nội dung của bản đề cương từ 80 năm trước vẫn được nhắc đến. Trong phát triển công nghiệp văn hóa thì chúng ta có hai cái yếu tố vô cùng quan trọng mà đề cương văn hóa của chúng ta đã nhắc đến. Thứ nhất là tài năng sáng tạo, đó là các cái nguồn lực từ các văn nghệ sĩ. Thứ hai chính là chúng ta làm sao khai thác được những giá trị văn hóa của dân tộc để tạo ra những cái dấu ấn, tạo ra những cái bản sắc và thương hiệu riêng cho các sản phẩm và dịch vụ văn hóa Việt Nam. Chúng ta không thể nào mà phát triển được một ngành công nghiệp văn hóa mà lại hoàn toàn là vay mượn hay là dựa dẫm hay là mô phỏng theo những cái văn hóa nước ngoài. Đồng thời, nếu mà bây giờ chúng ta muốn cho phát triển công nghiệp văn hóa, tức là công nghiệp văn hóa nó có sức lan tỏa, có sức đến rộng rãi, thì chúng ta cũng vẫn phải phát triển cái tinh thần là đại chúng, tức là nó là một cái nền văn hóa dành cho số đông, đông đảo quần chúng, đông đảo nhân dân. Ba nguyên tắc xây dựng văn hóa được ghi rõ trong đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 đến ngày nay vẫn trường tồn như ba trụ cột chính để hình thành nên đời sống văn hóa Việt Nam ngày nay. Hơn 80 năm qua, những nguyên tắc ấy đã được kế thừa, đã được bồi đắp, giúp cho văn hóa trở thành một sức mạnh nội sinh và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong bối cảnh mới. Thưa quý vị, vụ đông xuân năm nay, thị trấn Tam Đường gieo cấy hơn 80 hectare lúa. Tuy nhiên, từ sau khi gieo xạ, nông dân đang lo lắng việc thiếu nước phục vụ sản xuất. Hiện nay, nhiều kênh thủy lợi, thủy nông cạn nước, khả năng thiếu nước cho sản xuất vụ đông xuân rất cao. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Vụ lúa đông xuân năm nay, gia đình chị Lý Thị Liên ở bản Hô Ta gieo cấy hơn 2.500 m² giống lúa hương thơm. Từ thời điểm trước Tết, gia đình chị đã gieo xạ và lúa đã bắt đầu lên. Tuy nhiên, sau Tết Nguyên đán, do thời tiết khô hạn nên nước chảy vào các kênh mương thủy lợi ít, trong khi đó ruộng nhà chị lại ở xa nguồn nước nên không đủ nước đưa vào ruộng. Hiện tại chân ruộng đang có hiện tượng nứt nẻ, nếu không đảm bảo nước tưới, nguy cơ lúa mới lên chết vì thiếu nước là rất cao. Để đảm bảo lúa không bị chết, hàng ngày chị phải dậy từ 5 giờ sáng ra đồng để dẫn nước vào ruộng, nhưng do nguồn nước chảy ít nên chị cũng vẫn đang loay hoay và đang gặp nhiều khó khăn. Lúa nhà tôi bây giờ gieo xạ thì cũng lên rồi, bây giờ ruộng thì hôm nào cũng phải ra sớm xem nước, nhưng mà nước thì cũng không đủ được, thiếu lắm. Như nào thì nguồn nước như thế nào thì tạo cho dân, bây giờ như nào mới đủ nước cho dân làm ruộng được nhiều hơn. Cũng như gia đình chị Liên, gia đình chị Lý Thị Vân gieo cấy 2.000 m² lúa đông xuân. Thời điểm này, lúa đã lên, nhưng do thiếu nước nên việc tỉa rậm lúa và chăm sóc lúa gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo có nước vào ruộng thì phải chặn ngăn dòng từ các nhà bên trên để dẫn nước vào ruộng nhà mình, sau đó mới tiến hành nhổ rậm lúa. Bây giờ nhà tôi lại cấy hai sào, nhà tôi lại cấy giống P5 gieo xạ, với bây giờ thì ít nước quá. Tôi không đi xem thì cây lúa sẽ bị chết hết. Bây giờ thì tôi đang coi nước vào ruộng nhưng mà ít nước cá thì không có nước vào. Thực hiện kế hoạch sản xuất lúa đông xuân năm 2023, thị trấn Tam Đường gieo cấy 80 ha lúa, cơ cấu giống chủ yếu là hương thơm số 1, DS1 Sánh Cù. Toàn bộ diện tích lúa được bà con gieo vãi trước Tết Nguyên đán Quý Mão. Đến thời điểm này, lúa đã lên và có thể tỉa rậm để đảm bảo lúa lên đều tại các chân ruộng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình thời tiết khô hạn kéo dài, cộng với việc các công trình thủy điện điều tiết nước không đảm bảo, dẫn đến một số diện tích lúa đang có hiện tượng bị khô hạn. Trước tình hình đó, thị trấn Tam Đường đang phối hợp với công ty thủy nông có nhiều giải pháp nhằm điều tiết nguồn nước đảm bảo cho sản xuất lúa đông xuân. Đối với diện tích mà hiện nay đang có một số khu vực bị thiếu nước, đặc biệt là liên quan đến cái mương của công ty thủy nông Thành Hậu, thì hiện nay là thị trấn đang tăng cường phối hợp với công ty thủy nông Lai Châu để tiến hành điều tiết nước, chia nước theo từng khu vực để đảm bảo cho cái diện tích có lúa có nước tưới. Tuy nhiên là đến cái thời điểm hiện tại thì rất sức khó khăn. Trong ngày hôm nay thì đồng chí phó chủ tịch phụ trách về kinh tế cũng đang tiến hành làm việc cùng với huyện và công ty thủy nông Lai Châu đối với lại các thủy điện liên quan đến đầu nguồn để phục vụ cho cái sản xuất. Tuy nhiên là cái giải pháp thì hiện nay chỉ có thực hiện là cái việc mà tưới luân phiên để đảm bảo nước cho sản xuất. Theo dự báo, tình hình khô hạn sẽ còn tiếp diễn nếu không có mưa lớn.
thị trấn Tam Đường tuyên truyền người dân nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm nguồn nước tưới tiêu, tuân thủ các khuyến cáo của ngành chuyên môn về khung lịch thời vụ sản xuất, thường xuyên theo dõi đồng ruộng để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của khô hạn gây ra. Thưa quý vị, Nang Hèo là xã vùng thấp của huyện Sìn Hồ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Nghề nghiệp chính của nhân dân là sản xuất nông nghiệp. Trong những năm qua, xã Nang Hèo luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đáp ứng với nhu cầu nguyện vọng của nhân dân, sát với tình hình thực tế cơ sở, mang tính khả thi và đem lại hiệu quả thiết thực, nhất là triển khai hỗ trợ các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội. Thông qua các chương trình hỗ trợ đã góp phần cải thiện đời sống của nhân dân. Năm 2017, vợ chồng anh Tòng Văn Chơi ở bản Nong Hèo 1, xã Nong Hèo được hỗ trợ vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện về đầu tư chăn nuôi trâu sinh sản. Sau một thời gian chăn nuôi, gia đình đã bán trâu trả được 30 triệu đồng cho ngân hàng. Chưa đến hạn kỳ hạn, vợ chồng anh đầu tư mở cửa hàng bán vật tư nông nghiệp phục vụ nhu cầu sản xuất cho người dân. Từ việc đầu tư chăn nuôi và mở cửa hàng đã giúp cho gia đình anh có thu nhập ổn định, làm được nhà ở khang trang. Hiện nay hai vợ chồng cũng đang xây dựng thêm chuồng trại để đầu tư chăn nuôi lợn thương phẩm. Cái năm 2017 thì gia đình tôi cũng vay vốn bên Ngân hàng Chính sách Xã hội tổng số là 50 triệu. Thế đến năm 2018 thì tôi đã bắt đầu đã bán trâu để làm nhà. Làm nhà xong là tôi đã đầu tư làm cái cửa hàng, cái vườn bón nhỏ của bản Nong Hẻo 2. Để phát triển tốt hơn nữa thì cái tôi cũng sẽ là cái mong cái bên Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ làm cho gia đình tôi là được vay thêm với lãi suất thấp. Gia đình anh Lò Văn Sân ở bản Nong Hẻo 2 do thiếu đất sản xuất và chủ yếu thu nhập từ việc đi làm thuê nên hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Qua rà soát các hộ khó khăn về nhà ở, đầu năm 2023, xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay 40 triệu đồng theo Nghị định số 28 của Chính phủ trong thời hạn 15 năm và 5 năm đầu không phải trả gốc. Với số tiền được hỗ trợ cùng với số tiền tích góp của gia đình, anh Sân đã mua vật liệu, đồng thời huy động thêm nhân lực giúp xây nhà để sớm có một ngôi nhà ở ổn định lâu dài, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Đảng và nhà nước cho vay vốn lãi suất thấp hỗ trợ nhà ở cho gia đình. Mong muốn sau này muốn được Đảng nhà nước mà quan tâm hỗ trợ thêm để phát triển kinh tế. Nong Hèo là một xã có trên 97% là đồng bào dân tộc Thái, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống kinh tế xã hội vẫn còn nhiều khó khăn. Một số ít bộ phận bà con nhân dân còn có tư tưởng là trông chờ vào chính sách hỗ trợ của nhà nước, chưa có nghị lực vươn lên để thoát khỏi đói nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn ở mức khá cao. Trong những năm qua, xã Nong Hèo đã triển khai các chương trình chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là hỗ trợ vay vốn thông qua các tổ chức hội, đoàn thể. Cho đến nay, tổng số hộ được vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện là 648 hộ, với tổng dư nợ là 24 tỷ 892 triệu đồng. Trong năm, tổ chức cho vay giải ngân được 1 tỷ 690 triệu đồng. Các hộ đều sử dụng đúng mục đích và trả lãi gốc đúng hạn, không có nợ xấu. Trong thời gian qua, thì được quan tâm của Đảng, Nhà nước, thì Ủy ban xã đã nhận được công văn các nghị định của Chính phủ, của tỉnh, của huyện, công văn chỉ đạo của tỉnh, của huyện. Thì Ủy ban xã cũng đã triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia đến nhân dân trên địa bàn xã, nhất là đã chỉ đạo các tổ chức hội cho vay ủy thác xuống các bản để họp tuyên truyền các nghị định cho vay vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, vay vốn làm nhà ở và vay vốn sản xuất kinh doanh. Từ đó thì nhân dân cũng được tiếp cận các nguồn vốn vay. Hiện nay, xã Nong Hẻo đang tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất lương thực, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng thực hiện các biện pháp để sản xuất các mặt hàng nông sản, thực phẩm sạch, nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập trong sản xuất nông nghiệp. Chú trọng công tác tuyên truyền, thực hiện chương trình xuất khẩu lao động, tiếp tục tuyên truyền vận động người dân giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc. Cũng giống như một số xã vùng biên giới của tỉnh, xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, nơi có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, vẫn còn tình trạng tảo hôn. Con gái 17-18 tuổi mà chưa lấy chồng thì được coi là ế. Do vậy, hình ảnh những người mẹ trẻ 14-15 tuổi đĩu con trên lưng không phải hiếm. Phóng sự sau phản ánh nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nếu như chỉ nhìn vào hình ảnh này thì mấy ai biết được đây là chị bế em hay mẹ bế con. Vừa thị dung, bản Cò Ký,
sau khi học xong lớp 9 đã không đi học tiếp, cũng không đi làm mà chọn ở nhà lấy chồng như bao bạn bè cùng trang lứa. Chỉ mới 15 tuổi, chưa có kiến thức về chăm sóc trẻ nhỏ, thế nhưng Vũ Thị Dung đã là mẹ của hai đứa con. Em lấy chồng năm em 15 tuổi. Hiện tại bây giờ em có hai con, một con được 3 tuổi, còn một con này là được 4 tháng, sắp được 5 tháng rồi. Em bỏ học rồi, bây giờ em cũng rất muốn đi học nhưng mà không qua lại được như ban đầu nữa. Tung Qua Lìn có 5 bản, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Những năm qua, cùng với việc tuyên truyền vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chính quyền địa phương cũng tăng cường tuyên truyền về hệ lụy của tảo hôn. Thế nhưng, tình trạng này vẫn diễn ra trên địa bàn xã, và với người dân nơi đây thì con gái 15 tuổi lấy chồng là chuyện bình thường. Đến nay là có trong bản là có 3 trường hợp mà lấy chồng, là chủ yếu là cô gái. Cô gái là 12, 13 tuổi thì với đến 15 tuổi thì đã đi lấy chồng rồi. Nhưng là theo cái phong tục của người Mông thì từ ngày xưa thì các ông cụ với vậy thì như là con gái thì 18, 19 tuổi thì như là không có anh thích, anh lấy thì theo phong tục thì người ta đã 13, 14, 15 tuổi đã đi lấy chồng. 18 đến 19, 20 tuổi thì như không si, không đẹp mấy thì thanh niên nó không thí mấy thì nó lại không đi, nó lại từ lấy vợ lấy chồng xứ. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tảo hôn ở đây vẫn còn cao, một phần là do phong tục tập quán của bà con, đó là con trai phải lấy vợ sớm để có thêm người làm nương, làm dẫy. Phần vì chuyện lấy vợ lấy chồng sớm đã thành thông lệ từ lâu đời của người Mông. Nếu con gái để đến 19-20 tuổi thì được coi là ế. Bên cạnh đó, các hình thức xử lý vi phạm vẫn chưa mang tính răn đe cao và chưa phù hợp với tình hình thực tiễn đối với khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Phong tục tập quán của dân tộc đồng bào Mông của xã Tung Qua Lìn thì cứ từ trước đến nay thì nó có hai tảo hôn, nhưng mà từ 2-3 năm nay vào đây thì nó có giảm dần. Rồi cái tình trạng mà nữa là 15 tuổi nhưng mà xã mình không lấy thì xã khác người ta lấy đi. Thế là có những một số con trai thanh niên ấy, nó không lấy chỉ cứ phụ nữ đã cứ đến 15, 16, 17 tuổi nhưng mà không có lấy thì nó đi xã khác lấy. Để giải quyết thực trạng tảo hôn trên địa bàn xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, thì cấp ủy chính quyền địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện tốt luật hôn nhân và gia đình, kế hoạch hóa gia đình, cần vận động nhân dân thực hiện xây dựng nếp sống mới văn minh, từng bước loại bỏ các hủ tục, văn hóa lạc hậu. Cùng với đó, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức trách nhiệm của mình trong thực hiện các quy định của nhà nước về luật hôn nhân và gia đình, quản lý con em, kiên quyết không đồng thuận khi các con chưa đủ tuổi kết hôn. Hơn hết, các cấp các ngành cần quan tâm tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn, nhất là lứa tuổi thanh niên. Có như vậy, tình trạng tảo hôn ở vùng đất này mới được giải quyết. Năm 2023, huyện Phong Thổ tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các chính sách hỗ trợ về đất đai tín dụng, phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,87%, hạn chế hộ tái nghèo và phát sinh mới trong năm 2023. Thực hiện hiệu quả các chính sách tạo việc làm gắn với phát triển thị trường lao động, tổ chức thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện hiệu quả các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phát triển thanh niên, tăng cường công tác quản lý người nghiện và người cai nghiện ma túy, quan tâm giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng. Trong thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện Tam Đường được quan tâm thực hiện, đặc biệt là thời điểm Tết Nguyên đán khi mà lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, nhiều người sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Chỉ tính riêng tháng 1, trên địa bàn huyện đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, bị thương 1 người, hư hỏng 3 phương tiện. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã phát hiện ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 22 trường hợp với tổng số tiền trên 7,5 triệu đồng.
Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.